Đây, nay gấp thử nguyên bộ bơm nước dân thể, nó còn lưu lượng lớn nha. Lưu lượng lớn gồm có dân thể 80, dân thể 150 và dân thể 100. Đây gấp bộ 100 nè. Thử bộ 100 nè. 100 là 100 khối giờ rồi con. 150 là 200 khối giờ. 80 là 60 khối giờ. Giờ gấp thử bộ này nha. Bơm mà con bơm đi xà lan cấp tốc. Hay bơm rửa đồ rồi nè. Này bơm lưu lượng lớn nha. Đây gấp nguyên bộ bà con. Máy vào từ 13 đến 15 ngựa là được, có thể 100. Một hút hút sau hút đứng là khoảng 6 m, nghĩa là hút thẳng trời là 6 m, đẩy thẳng lên là được 6 m. Có hút thẳng đứng đâu nghe, còn dẫn đi là không tính nha. Đó là bơm dân thể. Con đi công trường hay là ra vuông hay là còn này bằng gan có thể nước mặn rồi ok, vuông hay là xà lan rồi cần tốc độ lớn rồi con, cần lưu lượng lớn rồi con, từ đây con làm đó bà con. Rồi bà con làm cái quả luôn 0 8 6 3 5 6 7 7. Bơm nhân thể 100, lưu lượng lớn 100 khối giờ. Con mua bơm bắn bơm, mua máy bắn máy, mua khung bắn khung nha, mua gì bán cái đó, tiện nó tiện mà con mua. Đấy, con mua máy nào cũng được, từ 13 ngựa trở lên là xài được nhân thể 100, 15 ngựa lên là xài được 150, 10 ngựa là xài nhân thể 80. Đó là bơm lưu lượng lớn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 0 8 8 6 3 5 6 7 7. Cái hồi gấp hoàn chỉnh một buổi cho bà con coi nha.